làm tấm nào có quay luôn tay luôn. Quay luôn tay luôn à. Vui, chị chủ vui tính lắm ở nhà, nói chuyện vui vẻ. Nhớ luôn, nhớ làm gì không nhớ luôn. Mì. Có hủ tiếng xào nữa. Dạ. À, hủ tiếng xào á chị. Thêm hủ tiếng xào nữa hả? À, có hủ tiếng xào. Ồ, nhiều món quá. Bốn món nữa. Dạ là mấy món chị? Tổng hết rồi mấy? Bốn món hả? Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha, và đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV đang đứng ở ngay chỗ góc đường Lê Quang Trung và Minh Phụng nha quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây thì mình thấy một cái xe hột chiên, hủ tiếu chiên đó, mì sao bò nó ngay cái nhà đây của chị. Góc đường Lê Quang Trung nha cả nhà, Lê Quang Trung với Minh Phụng. Này là chị bán buổi sáng thôi. Dạ, ôi. Chào chị. Dạ. Ủa, mình bán cái này là bán buổi sáng thôi hả chị? Đúng rồi, buổi sáng thôi. Dạ. Như một phần bột chiên này là bao nhiêu? 20.000 có trứng luôn. À, một phần bột chiên là 20.000 có trứng luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đơn giản thôi cả nhà ơi. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Không có nói đúng giờ, đang bán theo đắt ế thôi. Đắt ế đó hả? Chứ không bán đúng giờ hả? Đúng rồi. À, nhưng mà cái giờ mình dọn ra đó là từ mấy giờ? Ồ, 5 giờ sáng. 5 giờ sáng hả? Ừ. Dạ. Chị bán là từ 5 giờ sáng nha cả nhà. Tùy theo là đắt ế hay không là chị với cái thuốc ngày thôi. Ờ, dạ. Dạ. Là chị bán nguyên ngồi nha, chỗ nguyên góc này thôi. Đúng rồi. Dạ. À, như nuôi, nuôi là bao nhiêu một phần? Nuôi sả trứng 20, nuôi sả bò 30. Dạ, nuôi sả bò thì 30 như quý của chú anh chị và các bạn. Và nuôi sả trứng thì 20. À. Còn bột chiên á, bột chiên á thì bột chiên trứng á thì 20. 20 luôn. Buổi sáng đơn giản, muốn ăn đơn giản thôi, bình dân. À. Chị bán đây là được mấy năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Ẩm thực đường phố Sài Gòn ấy thì chia sẻ rất nhiều các món ăn đường phố. Thì hôm nay á là đi ngang qua đường Minh Phụng nha cả nhà, ngay chỗ góc đường Minh Phụng và Lê Quang Trung, quận 6. Thì tại đây á, thì mình thấy một cái xe bột chiên cũng như là nuôi chiên rồi rất là hấp dẫn, bình dân thôi. Xin là chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn, nếu có dịp đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức, mình ủng hộ chị nha. À, cái đó là củ cải hả chị? Đúng rồi, cải thái bóng. À, cải. Cải là đĩa bỏ vô trong này á hả? À, đúng rồi. Dạ. À. Một phần là 20k nha nhà, một trứng. Còn hai trứng là bao nhiêu chị? 25.000. Hai trứng là 25.000. À, chị làm rất là nhanh tay luôn á. Chị bán được 4 năm rồi. Chủ yếu là muốn trứng với bò thôi. Đúng rồi, trứng với bò thôi. Trứng với bò thôi. Các cô đứng chờ để mua nè. Thơm lắm, đứng ngay chỗ đây thơm phức luôn à. Chị là kéo tay quá, nhanh tay quá. Đây, đứng xa xa xíu để
thấy được cái xe một chiên của chị nha. Đó, chị làm trong các hộp này để bỏ này về cho khách này. Rất là bình dân nha cả nhà. Đó, đây là xì dầu hả chị? Không có. Dạ. Nước này nè, nước này nè. Nước tương. À dạ, nước tương. À, chị bỏ đó. Cái đây là đu đủ. Đu đủ chua hả chị? Đu đủ. À, đó dạ. À. Ớt. 4.000 bình dân thôi. Một chiên ấy thì cuộc sống Sài Gòn TV cũng có chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một số địa điểm về một chiên rất là nổi tiếng ở Sài Gòn nha cả nhà. Thì hôm nay cho chị ba ra hôm nay chia sẻ tiếp cho quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm một chiên bình dân đó, một xe một chiên bình dân tại quận 6. Vậy rồi chiếc nón đặc trưng của người Việt Nam mình, phụ nữ Việt Nam mình đó. Chào khách. Đứng gần cái thì nó hay dính dầu. Phải không chị? Dạ. Đứng gần thì dính dầu đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đó, chị cũng bị á. Đơn giản thôi, xe một chiên đơn giản thôi, vỉa hè Sài Gòn nha các nhà. Mình phải chiên trước rồi hả chị hả? Đúng rồi. Cái đó là bột khoai môn hả? Bánh bột hả? Dạ. Bánh bột. Hai phần không trứng rồi. Hai phần không trứng. Như phần không trứng là bao nhiêu tiền? 17.000. Đúng rồi. Phần tùy vào khách thôi nha. Tùy vào quý của tú anh chị và các bạn mình ăn thôi. Nếu mà phần không trứng á là 17.000 nha cả nhà. Đó. Còn phần có trứng là 22.000. 20.000. 20. Đứng dính dầu. Cuộc sống Sài Gòn TV còn đi làm nữa đó. Nên là đứng xa xíu nha cả nhà. Đó. Buổi sáng thì cuộc sống Sài Gòn TV đi làm á, thì mình đi ngang qua một số địa điểm ẩm thực nào đó thì mình sẽ tắt lại, mình ghé, mình quay, mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn về các quán đường phố Sài Gòn. À, quyết định là mình phải để cái nồi cho nó nghiêng vậy là dầu khi ấy là nó phải xuống đó hả chị? Đúng rồi, tại đứng cho nó chín. Cái dốc để vậy nó không được bằng. Dạ. Em cứ tưởng là chị phải để nghiêng kiểu đó chứ. Phải, tại cái dắt. Dạ. Đó, trời ơi, đây. Còn hai cái chà này. Ẩm thực đường phố Sài Gòn. Cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn các món ăn đường phố nha. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể là mình ghé mình thưởng thức một hộp bột chiên nuôi chiên của chị nè, giá rất là bình dân buổi sáng. Để mình thưởng thức mình ăn sáng thôi nha. À, ủa còn cái đó, nuôi là có cái đó hả chị? Có, cái nào cũng có hết. Ủa cái nào cũng có cải hả? Trời.
Lạ vậy, nuôi quay bột chiên mà cũng bỏ cải hả? Bỏ cải hết. Dạ. Ồ, khói này ngày ngút quá. mình đứng mà né khói. Bởi vì chị bán đây ấy, thì cái thời gian bán là 5 giờ sáng, nhưng mà cái thời gian kết thúc ấy, thì tùy vào ngày thôi. Ví dụ như là nếu mà quý cô chú ủng hộ chị nhanh ấy, thì là chị bán sớm, về sớm. Còn không là chị cứ bán bao giờ hết thôi. Đúng rồi. Dạ. Mười hết rồi. Dạ. Ồ, thôi ngay ngút luôn, đừng trồng kiểu, né trồng kiểu. Cái tủ đơn giản bình dân thôi cả nhà ơi, bán bột chiên, cái kia là hành cải, các món ăn ẩm thực đường phố. Nhìn Sài Gòn buổi sáng, quận 6, đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6 nè cả nhà. Đó, đây là một cái trong cái góc ngã tư Lê Quang Sung với đường Minh Phụng. Đó là chợ cây gõ nè cả nhà, phía trước chúng ta đó là chợ cây gõ. Thì quý cô chú anh chị và các bạn mình nhìn qua là mình thấy cái xe bột chiên của chị liền hà. Đây là hộp, hai hộp không trứng nè. Đại ca. À, không trứng nhưng mà vẫn có dưa được hả chị hả? Các bạn thấy cái bánh là đủ. Dạ, không trứng thôi nhưng mà vẫn có dưa, cái món đó. À, chắc là chị khách quen rồi biết con gái ăn luôn hả? Ờ, gái ăn hết đó. Dạ. Vậy là khách quen của chị rồi, nên là biết luôn. Tính chờ để cô làm đó cả nhà. Nuôi. Có mì nữa hả cô? À, có mì nữa. Ủa, dạ, có mì nữa cả nhà ơi. Ngoài nuôi nè, bột nè, tấm bột nè, có mì nữa. À, mì để bên đó hả? Rồi, hàng gì không thấy. À, mì gói ha. Mì gói sao? À, mì gói đó. Rồi xong rồi chị với nó chét nước nè. Rồi xong rồi sao? Như là mì gói là cũng bao nhiêu tiền luôn chị? Mì gói hai thứ cũng 20 à. Hai thứ cũng 20 luôn đúng không? Mì gói trứng 20 luôn. Dài, dài hả? Rồi. Một chiên nuôi hả chị? Một chiên nuôi. Đúng thì nó thơm. Nhưng mà đúng phía trước á thì nó tối quá. Cứ chị phân ra từng phần để cả nhà, nếu mà đang tập trứng nó bỏ vô thôi. Bột chiên như cái bột đó là mình chiên mình cứ ném gia vị gì trước chưa chị, hay là không là để đợi mình làm xong rồi mình cứ ném nó mới ấy thôi phải không? À, nước tương rồi. Dạ, chấm nước tương rồi ha chị. Dạ. Cũng rất là dễ thương nha cả nhà, nói chuyện vui vẻ. Nếu mà có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé mình ủng hộ chị một hộp nuôi nè, một hộp bột chiên nè.
Rồi, chào chị gái. Cái hồ nào mình giao đi xa không chị? Mình sao giao cho khách đó? Có. Có hả? Dễ như là giao cho khách đi xa một mình chị làm sao chị giao? Đó. Có người phụ nữa chứ? Không, anh có mình là. À, nếu mà khách đi xa là đặt số điện thoại nào? Số điện thoại của em. Dạ, đây là chị đặt số điện thoại luôn cho quý cô chú anh chị và các bạn biết á, cái hồ quý cô chú anh chị gọi điện để đặt phục chiên rồi nè. À, số điện thoại là 0902. 0902 à. Quý cô chú anh chị. 736 508 rồi. Là chị gì ạ? Bột chiên chị rồi. Nhung chị Bột, Nhung chị Nhung bột chiên là chị Nhung có tiếp đến tận nơi cho quý cô chú anh chị và các bạn. Thì trong video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ để cái số điện thoại phía trước cho quý cô chú anh chị và các bạn nha, để cho quý cô chú anh chị và các bạn nếu mà không tới được thì có thể mình gọi điện để mình chờ chị tiếp đến tận nơi. Tiền ship là quý cô chú anh chị và các bạn chịu nha. Bởi vì một hộp có 20k mấy cái nhà ơi, rất là bình dân luôn. Em nghĩ cũng ship gần gần đây thôi chị hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái xa quá rồi sợ tiền ship nó nhiều hơn tiền tiền bột. Đó, chị ngâm lại đi. Mì. Có hủ tí xào nữa. Dạ. À, hủ tí xào á chị. À. Thêm hủ tí xào nữa hả? À, có hủ tí xào nữa. Ồ, nhiều món quá. Bốn món nữa. Dạ là mấy món chị? Tổng hết rồi. Bốn món hả? Dạ. Cả nhà thấy đơn giản không? Cái xe đơn giản không? Bình dân đơn giản thôi nhưng mà rất là nhộn nhịp. Ừ. Chị làm luôn tay. Ồ, đây là một phần 20 ngàn rất nhiều rồi. Rất no luôn á, bao no đó. Mấy món chị? Bốn món. Bốn món hả chị? Bột chiên, hủ tiếu mềm, nui và mì. Đó, đây là hủ tiếu mềm nè. Thôi lắm. Tối ngày nuốt luôn. Bởi vì em còn vào cơ quan em làm việc nữa nên là dính khói quay mấy món ẩm thực mà về chiên dầu mỡ đó cả nhà. Thì nó còn nó hơi dính lắm. À. Đó, cho chị cắt. Rồi. 20 một phần rất là bình dân, đơn giản thôi. Cuộc Sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn mình ghé mình thưởng thức một hộp bột chiên nè, hay là hủ tiếu xào nè, đó, hay là mì xào nè, nha cả nhà. Đơn giản bình dân.
tại vỉa hè Sài Gòn. Nhớ đăng ký, like, chia sẻ và để Cuộc Sống Sài Gòn TV có động lực làm các video tiếp theo về ẩm thực đường phố nha các nhà. À, ở gần nhà là chị làm cái dĩa này. Đúng rồi, gần nhà dạ. Dạ, gần nhà là chị làm cái dĩa cho khách ăn nha các nhà. Ủa, hủ tiếu mềm, chiên giòn. Nghĩa là cái thập trứng bỏ lên không chị? Cái này xà bò. À, cái đó là xà bò hả? Dạ. Có nhiều người ăn trứng nó nhiều không? Dạ, quên, em quên rồi. Wow, bánh bèo. Dạ, quên rồi, quên rồi. Bánh bèo, bánh bèo là bánh bèo, mình ăn bánh bèo. Quay, làm tấm nập có quay, luôn tay. Rồi, quay luôn tay luôn. Vui, chị chủ vui tính lắm ở nhà, thì nói chuyện vui vẻ. Không nhớ luôn, nhớ làm gì. Không nhớ luôn.